Chiều ngày 8 tháng 6, Ủy ban nhân dân quận tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cao điểm triển khai thực hiện nhiệm vụ đề án 06, tiếp tục thực hiện chỉ thị 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Tới dự có đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, cùng dự có các đồng chí ủy viên ban thường vụ quận ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận, lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận, lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ công an thành phố. Cao điểm về tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp thu nhận, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử phục vụ chuyển đề số năm 2023 trên địa bàn quận nhằm tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ của đề án 06 trong năm 2023 theo đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và các bộ ngành liên quan kịp thời triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số kinh tế số xã hội số công dân số nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo tính xác thực an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu kết nối tích hợp chia sẻ lưu trữ dữ liệu trên môi trường số trong đợt cao điểm quận phấn đấu đảm bảo 100% công dân thường trú sinh sống trên địa bàn quận phải được làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, thu nhập và kích hoạt tài khoản định danh điện tử hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Cụ thể, phấn đấu kích hoạt 49.576 tài khoản định danh điện tử trên địa bàn quận, trong đó chỉ tiêu thu nhận hàng ngày là 1.653 và chỉ tiêu kích hoạt mức 2 hàng ngày là 2.789 tài khoản nhằm triển khai nghiêm túc đúng tiến độ các nội dung tại chỉ thị 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân quận giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các phường huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tăng cường các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận. Tại hội nghị, lãnh đạo công an quận, hội cựu chiến binh quận, hội phụ nữ quận, liên đoàn lao động quận Toàn thanh niên quận, hội nông dân quận và chủ tịch ủy ban nhân dân 10 phường ký cam kết thực hiện các nội dung trong đợt cao điểm.